Sáng ngày mùng 8 em xin phép chào tất cả anh chị em. Đồ Linh Mỹ đã qua sử dụng, tiếp tục lên like nha anh em. Đầu like em lên một con áo này, không phải của Mỹ, dây kéo nhôm, dây kéo nhựa màu này. Con này thì lạ lạ lắm, size M 48 fran gì, cái gì. Cái này ngoài là chất vải thì vải bút linh, mà áo thì màu xanh xanh đọt chứ non đó anh em. Ở đây nó bị dơ một chút này. M65 đàng hoàng nha. Dây kéo nhựa này. Đấy. Con này nhỏ. Ở đây thì nó dơ nhiều lắm, dơ này. Con này dơ này giặt được mà. Dơ này có vẻ giặt được này. Và cái đầu cổ tay thì có quát một chút ạ. Con này ai mà thích rẻ tiền cúp con này đi. Con này về giặt phát là nhận không ra nó luôn á. Cái cổ tay này nó bị nổ nha anh em, nổ nha. Báo cáo con này mà giặt lên là hơi bị đẹp. Giặt bao đẹp. Đấy, dơ rất là nhiều nhá. Nhưng mà con này giặt bao đẹp. Em có linh cảm như vậy á. Vai con này là 50. 50 là small á. Dài áo là 72 small XL. 60 đến 70 ký và cao 1 m, dưới 1 m 7. Đẹp. Em phải cam đoan là con này giặt lên là bao đẹp. Bán anh em 300.000, mã 47, mới hàng đầu like anh em nhé. Lỡ mà giặt không đẹp cái đè con trăm chửi chết cha nó luôn anh em. Tiếp con này là compact áo phun toàn bộ của nước Mỹ anh em. Em cua qua bên này chút vì cam nó liền. Con này dây kéo cổ, size của nó là size L. L là 8 đến 90 kg là bằng body, nhưng mà em khuyên anh em bằng 70 75 thôi. 65 75 thôi. Hàng cấp phát của nước Mỹ nha, con này không có mới lắm nữa đâu. Nó cũng hơi hơi tung tung thôi. Bề ngang là 56 và chiều dài là 80. Không mới nữa nha, nó mo nè. Anh em nhìn thấy mấy cái đường này nó tùng tùng không? Tùng tùng tức là ông này ông bệnh, ông căng ra rồi đó. Căng ra thì nó giạt ra thì nó ấy. Con này được 90-93% anh em ạ. 90-93%. Không dơ, không lủng rách nhưng không mới lắm. Rồi, ai ưng chốt giùm em 500.000 mã 46. 500.000 nha. Tiếp con satin này, ai thích mát quất con này, xanh lè, vai của nó là 46, vai đẹp ấy chứ, đúng không? Vai 46 là 70 kg là vô tư rồi, dài áo là 74, cái cổ đều màu á, 15 1/2 x 33, con này là hàng cấp phát của lính Mỹ nhé. Con này để em coi cái tem nó đời bao nhiêu. Đời nó là đời 68. Phê chứ, đúng không? Đời 68 là đời của thằng 65 năm 68 rồi. Trắng rồi, xanh lè. Xanh lè ha. Ở đây nó gỡ cái tem này, nhưng mà nó không có vết mới vết cũ, nhưng nó bị móc cái sợi chỉ rồi. Móc cái sợi chỉ thôi, không mới không cũ nha. Xanh lè, ở đây bị chấm một chấm dơ nhỏ này anh em. Một chút dơ nhỏ nhỏ thôi. Rồi, cổ tay cũng rất là đều á, không có quát, không có nổ gì hết. Đằng sau ok luôn. Ok, bên này nó bị dơ một chút nha anh em. Dơ một chút này. Qua bên này cũng đẹp. Bên này cũng đều, đầy dơ nữa nha. 2-3 vết dơ anh em. 2-3 vết dơ ấy. Con này là được. Con này gọi là được. Xanh vẫn còn đều, không có quát, không có kiểu gì hết này. Bán cái giá mà giá 1 triệu thì là, nói chung là con này nói 70 kg là thoải mái. Thoải mái con gà mái luôn á. 70-75 cũng được. Nhưng mà cái vai á, anh em để cái số đo vai của mình nhé. 1 triệu mã 45. Chốt cho em 1 triệu mã 45. Con này thì đẹp quá trời. Đẹp, đẹp nghiêng nước nghiêng thành luôn. Đẹp xuất sắc. Đối với em thì là đồ mới này nó đẹp quá. 32 x 33 đời 75. Tem còn mới cứng luôn nhá.
hàng satin, hàng cấp phát của lính Mỹ. Xanh như hè, nó sử dụng bằng cúc nha anh em, xanh không, mới lắm thôi. Đối với em con này là đẹp đỉnh luôn á, hoa hoa khôi á, bụng 80, con cái mới khui nó còn nhanh anh em, bụng 80 và dài 112. Nói về đồ lính Mỹ mà khui ra mà tìm được con mới như vậy là nó mát ruột lắm anh em ơi, không hề này. Cái túi này một màu xanh luôn, ai mà đang mơ ước cho mình một cái quần không tì vết thì quất ngay con này, không có chần chừ một cái gì nữa hết. 2,4 triệu mã 57, đẹp xuất sắc. Tiếp một con áo M51 đi anh em, M51 của lính Mỹ nha. Con này màu cổ, màu gần như màu hay nhưng mà nó cho cổ đi, vai 55 và dài 77. 55 là nó nhảy qua size lát rồi ấy. Con này cũng đời đầu tem in cho nên là dòng chữ mất toi rồi, cái cổ này cái dòng chữ là mất tiêu rồi, không có cái chữ nào mà đọc được hết á. Đời đầu là tem in á, tem giấy là tem in á, dây kéo ngon lành tiền đạo ấy nhé, quá là ngon luôn chứ. Con này màu vẫn đều hăng nhưng mà nó bị dơ đó, nó có dơ, nó hơi đen đen chỗ này một chút này, chỗ này quát vì ỉm nút gì chưa có luôn. Con này được này, con này nghe duyệt được này, bên này đều nhưng mà đây vẫn dơ, mà lại cái cổ tay lại nổ à, hay vậy chứ. Áo thì hăng không quát mà lại nó dơ à, nổ chỗ này nó bị dơ nha anh em, nói chung là có dơ á. Nhìn con áo là mứt lắm mà cuối cùng nó cũng dơ và nổ này. Dơ này, cổ tay này là bị nổ rồi nha anh em, dơ này. Cái vết nổ tay này thì anh em kêu thợ may nó vắt sổ cho một cách, vắt tròn đường. Đấy, áo thì đeo đẹp như cái màu nó còn mới và đẹp quá trời luôn á. Còn dưới lai này nó cũng bị nổ một phát rồi này, nổ một phát rồi đó. Dây kéo là dây kéo talon, kéo talon 80-90 kg, em đo lại cái chiều dài em quên mất tuột rồi. Chiều dài là 78 là rêu lông, 80-90 kg, cao 1m7 trở lên. Em nhìn thấy màu nó có xanh đều, không hề có một cái quát cái ghiếc gì, nhưng mà tại sao mà cái cổ tay nó lại nổ này. Em không biết thằng này nó sử dụng cái kiểu gì á, hay là chỗ này nó bảo quản cũng không ổn cho nên nó nổ cái cổ tay ấy. Rồi, ai ưng con này chốt cho em giá 900.000 mã 56. Anh em biết cái dây kéo nhôm này là mấy trăm nghìn rồi đúng không ạ? Cái thằng to lon này nè, cái thằng sẽ có view là kiểu bình thường đi, cái thằng to lon này mấy thằng đắt dây này nó đắt, mà bán 900.000 là có nghĩa là bán dây kéo tặng áo đấy. Con áo này quá đỉnh luôn. Tiếp cái quần này là 6 thứ hộp chứ phải caro, con này chắc 100 cô tông quá à. Tô to mà mới, bụng là 104, 104 và dài quần là 104 vuông luôn. Anh nào mà quýt con này là vuông luôn. 100 cô tông này, quần 100 cô tông này. Đấy, 100 cô tông nhá. Mát ai to, mua con này vừa rẻ và vừa mát vừa đỉnh này, không có lầm lỗi gì hết. Xanh lè, xanh lè, xanh lẹt, có 300.000 à. Mới 100 cô tông, con này 700.000 vào mà bán 300.000, mã 55. Tiếp con áo flot của Hải quân. Con này em cũng báo cáo là vải nút linh, nhưng mà dòng của Hải quân biển á. Con này mùa đông chỉ từ 20 độ trở lên thôi. Dài áo là 72, hàng cấp phát của lính Mỹ nha nhé. Con này đi kéo không kéo được nữa đây. Tốt. Ở trong một lớp nỉ và ngoài là vải bút linh nha nhé. Hàng cấp phát của lính Mỹ 16R. Đấy. Size nhỏ à. Đẹp. Màu xanh đen, đẹp. Ở đây còn có cái nẹp như kiểu là chưa có sử dụng. Thực ra là nó mới lắm là thật đó chứ. Con này nó mới lắm rồi nha.
Nhưng mà có một cái đường như kiểu là tồn kho hay bị cái đường ố này đi. Nó mới lắm đó nha. Báo cáo sao mà nó mới thiệt chứ. Nó mới thiệt luôn á. Nhưng mà cái cổ này có vết bẩn luôn này. À sao mà nó mới vậy ta? Ừ. Cái cổ này là vết ố bẩn rồi hay là do là nó vết ố rồi ta? Đây, nó vết trùng với cái đường gấp cổ luôn. Thực ra là nó mới đó. Em cứ nghĩ là nó chưa bẩn luôn đấy chứ. Giá áo là 71, 71, 72. Nhưng mà size bé 50 đến 60 kg. Anh em bon cho em được 65 nhưng mà bụng to là không được. Đẹp ha. Rồi chốt cho em con này 400.000 mã 54. Ở đây thì nó may cái tem này thì chả hiểu nó may làm cái giống gì nữa. Hay là nó mới nữa chứ vậy. Thực ra là mắt nhìn thì thấy mới lắm á. Và cái vết ố đó thông thường người ta hay giặt ra. Mã 54. Tiếp con tiếp cam này. Con này hàng cấp phát của Linh Mỹ chất vải caro. Vai của nó là 46. Giày áo là 75, 46, 75 là small hả? Small rất lớn. 6-70kg nha nhé. Ở đây nó bị dính một cái gì hồng hồng á. Dính một chút gì hồng hồng. Hồng hồng như kiểu phấn của phụ nữ á. Áo 93-95% ha. Chốt cho em 200.000 mã 53. Tiếp con Hải Quân nữa này. Giống con lúc nãy luôn. Con hồi nãy là 16R, con này là 42R. Ủa sao chênh lệch nhau dữ vậy trời. 42R. Ngoài là vải bút lên, ở trong là lớp nỉ nha. Dài áo 72, 4 túi. Xanh đẹp. Đẹp đồ mới thì khỏi phải bàn luôn. Và độ ấm của nó làm áo khoác ấm. Xe lạnh thì tầm 20 độ trở lên. Còn dưới 20 độ là teo bu ri. Con này là 70kg, 60-70kg. Ủa sao kỳ vậy ta? Hai loại số đo size nó khác nhau à. Con này có 16R mà nó chỉ là small. Mà con này là 40 mấy R lại 70kg. 500.000 mã 52 nha em. Cái đó em tự thắc mắc, tự trả lời một mình thôi. Tự thắc mắc 42R đàng hoàng này. Thấy không? Nó chênh lệch đáng lẽ là nó chỉ xuất size thì nó chỉ có 16, 18, 20 đúng không? Con này lệch cái 4 mấy. Mình phải thắc mắc chứ. Rồi, con áo này là áo đi tuyết. Áo đi tuyết không phải đi mưa. Đi mưa là mưa nhỏ, còn mưa to là ướt. Con này có mũ đàng hoàng hay mũ thì cao hàng cấp phát của Liên Mỹ như thế. Mũi to là ướt nha. Em sai nè. Con này là small long, hàng cấp phát của lính Mỹ nha nhé. Small long thì dài, em đo thì dài, coi long nó dài tới đâu mà. Dài áo là 79. Đẹp, tuyệt vời ông mặt trời luôn. Nói về Mutica này thì chất như nó cất rồi à. Con này 93-96%, không dơ, không hưởng đấy. Anh nào mà cần vào việc buổi sáng à, có cái câu này em cứ đọc đi đọc hoài, em vẫn ngại lắm thôi. Bán thịt, bán đá cây, bán cá để cho nó khỏi ướt, đúng không? Áo là chất ni lông, nó chỉ chảy ngoài thôi, nó không thấm vào. Đi sương vào buổi sáng thì nó cũng nhẹ nhẹ, không có ướt. Đi câu cá, đi biển, đi vân vân và vân vân, ai phù hợp thì mình quyết cái đấy. Con này là 70-80kg và chốt cho em con này 400.000 mã 51. Hôm giờ chưa có ai phản hồi cho em thêm những cái chẳng hạn như anh đi đi rừng hay là đi đâu đó để em còn thêm vào. Con này vai 47, multicam chất vải caro, giáo 80 nhé. Size small roller. Tem này 1, 2, 3, muối kem. Muối kem nha. Muối kem. Ai thích mới cút con này. Hàng cấp phát của Linh Lý. 6-70kg. Tem full tem nha. Đẹp. Đây có luôn. Chốt chúng em con này 300.000 mã 50.
Tiếp con 10 số 5, con này là màu xanh ô liu nhưng mà nó chắc là phải phai theo thời gian, nhưng mà nó vẫn màu vẫn giữ màu. Con này di kim nhôm. Vai là 56 là xanh lát. Lát hay mấy hiếm. Dài áo là 77. Dây kéo cổ này. Đây là mất cái tem sai ấy, ở trong này vải bốc lên. Và dưới này là tem, tem này là tem to đó. Túi xanh à. Tem này tem to mà sao mà túi xanh. Tem này cũng tem trung bình hay. Ở cái line này là nó bị nổ anh em. Nói chung là cái tem này lâu ngày không bán 10 số 5 cái thấy tem tự dưng nó nhỏ lại sao đó. À, nó to ra sao đó. Nhìn cái tem này mà ra tem to luôn này. Đó, màu xanh giống đời số 7 không? Quá trời đẹp mà sao túi màu xanh ta? Đẹp quá trời luôn. Màu thì khỏi phải chê. Màu này là đúng chuẩn của màu xanh ô liu. Đấy, tay này. Xanh lè. Đây có vết gấp nha. Con này là cái độ phần trăm của nó nằm ở đây này. Qua bên này. Khó thấy lắm á. Bởi vì cái màu của nó đẹp quá. Ở đây nó bị dơ này. À, có vết dơ nha em. Đấy, nhìn kỹ giùm em cái này. Cái chữ A vẫn còn ngon lành luôn ấy. Chữ A vẫn còn ngon lành luôn này. Nhiều khi mình bị lừa con mắt. Nghe em biết không? Vải thì này. Vải thì rất là ngon. Dày. Ở sau mông lũng một lỗ nha. Lũng một lỗ nha. Qua cái tay bên này. Bên này thì đều. Chỗ này nó bị dơ. Đấy, em nhìn kỹ nha. Vết dơ nè. Rồi qua bên này. Ổn hết. Vết gấp. Con này size to. Dây kéo thì ngon lành cành đào. Sẽ có vip. Và đầu cài đầu ra này. Bây giờ em đo lại cái vai mà chị dài để mình coi số đo của nó nha. Vai 56 và 57. Chả bá lửa luôn. Dài áo là 80 reo lơ. Con này là lắp reo lơ 80 đến 90kg. Nhưng mà cái màu đẹp quá anh em ơi. Tuy là nó xuống màu nhưng mà cái màu của nó vẫn xanh ngát luôn. Xanh, xanh thiệt là xanh. Rồi ai ưng chốt giùm em con này được 90-93 nữa thôi, 90-93% thôi. 1.4 mã 49. Báo cáo cái màu là anh em gặp là anh em hớp hồn ngay. Cái màu đó. Và cái phần trăm của con này có đáng gì đâu. Mấy cái vết dơ anh em để nha, hình như hồi nãy rồi. Chỗ này em không có báo phần trăm mà không báo dơ và ông ta. Em review cùng cái áo mà sao cái vết này không thấy cái trời. Không có cái chỗ nào em không lật hết á. Không biết review chưa nữa chứ. Rồi, ai thích chốt cho em ha. 1.4 mã 49. Có con này nè. Con này ai thích mát làm áo khoác chạy đường thì gặp con này nha anh em. Vải bốc lên của thằng Không Quân. Cực mát và đài mát luôn. Vai của nó là 50. Màu vàng cát, dài áo là 65. Bốc lên á. Của lính Không Quân á. Con này thì cái cổ cũng có. Đây anh em nhìn cái cổ này. Nó là bằng vải bút lin. Màu bằng cát. Ngoài này thì đều đẹp. Nhưng mà cái line này cũng không có được ấy lắm á. Cái line này là có quát rồi nè. Đó. Ống tay nha. Ống tay nè. Ống tay. Cái cổ tay này nó bị nổ rồi nè. Cổ tay này nó bị nổ rồi nè. Ra đằng sau này thì ok. Nói chung là con này phần trăm cũng chỉ được 90 nữa thôi. 85-90 nữa thôi. Ở đây nó mất cái đúc rồi anh em ơi. Cái chỗ này nó bị dơ. Có vẻ dơ chứ không có biết chỗ nào dơ để báo luôn. Chẳng hạn như chỗ này thì chỉ được này. Mấy cái chỗ này có cảm giác là dơ mà mình không chỉ được. Có ai cảm nhận như vậy không ạ? Còn cái line này. Line đây anh em nhìn cái line này. Đấy, nhìn kỹ giùm em nha. Đây em review mà cho anh em tới nơi luôn. Có nghĩa là nó thật sát luôn. Và chậm chậm từ từ mình nhìn cảm nhận được hết. Nhiều khi nó còn gớm hơn ở ngoài.
vai 51 và dài áo là 64. Ở ngoài không có nhìn thấy kỹ như vậy đâu. Ở trong mình quay sát rịch thì nhìn thấy nó hơi, mình có cảm giác không có được quát cho lắm hả. Rồi con này là 60 đến 70 ký. Ai mà bụng to 70 là được nhé. 600.000 mã 48. Con này mới là đăng em bán 1 triệu. Con này 600.000 tiền nào của đó nhé. Rồi hết rồi, em cảm ơn tất cả anh chị em và hẹn gặp lại anh em trưa nay vào lúc 11 giờ ta lại tiếp tục giao lưu nhé. Em cảm ơn và bye ạ.